chấn động, giới tiên tri tiết lộ sự thật, cuộc đời tuổi Canh Tý sinh năm 1960, khổ tận cam lai, về già hưởng trọn lộc trời, giàu có nhất vùng thiên hạ. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi, kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, bốn mùa luân chuyển, đời người cũng vì thế mà biến đổi theo, hỉ nộ ái ố có ai mà không từng nếm trải, nhưng cứ tin rằng, hết mùa đông giá rét lại đến mùa xuân ấm áp, cho đến thời điểm hiện tại, chắc hẳn Canh Tý sinh năm 1960 cũng đã hiểu rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ, và ngập tràn niềm vui, đôi lúc, nó cũng khiến ta rất đau buồn thất vọng, có người sẽ vì những đắng cay ngang trái ở đời mà gục ngã, mất hết niềm tin sống lẫn nhuệ khí sinh tồn. Nhưng cũng có người càng bất hạnh càng nghịch cảnh thì động lực vươn lên trong họ lại càng lớn, họ nén hết cay đắng xuống, tạo thành một lực đầy để bật ra khỏi vũng lầy dưới chân mình. Trời sinh tuổi Canh Tý là những người thông minh lanh lợi, có khiếu hài hước và có tính cách sống động, nhiệt tình mọi lúc mọi nơi. Con giáp này cũng là người tốt bụng hào phóng và hay giúp đỡ người khác, bất kể là nam hay nữ, Canh Tý sẽ luôn tạo cho đối phương cảm giác an toàn mỗi khi bên cạnh. Cuộc sống tuổi Canh Tý trôi qua khá êm đềm, mặc dù có lúc khó khăn trắc trở, nhưng cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời. Vì con giáp này có cái tâm lương thiện, nên họ làm gì cũng được quý nhân tìm đến, tạo điều kiện để họ có được cuộc sống viên mãn. Cụ thể, trong công việc con giáp này sẽ luôn làm tốt trách nhiệm được giao, trong cuộc sống giao tiếp hàng ngày. Họ cũng không để người khác phải phiền lòng. Nói một cách khác, Canh Tý là những người độc lập tự chủ và biết tạo dựng cuộc sống cho riêng mình. Tử vi học có nói, cuộc đời của con giáp này thời trẻ vất vả bao nhiêu thì về già sẽ được hưởng phúc báu bấy nhiêu. Canh Tý sẽ được trời ban nhiều phúc đức và nhiều may mắn nhất. Trong lá số tử vi của Canh Tý ngày hôm nay sẽ bao gồm những phần chính như sau. Phần 1. Đặc trưng tính cách tạo nên một Canh Tý bản lĩnh, sẵn sàng đương đầu với sóng gió, thách thức để trở thành nhà lãnh đạo tài ba, nhưng Canh Tý cũng rất nhu hòa sống thiện lương để hưởng phúc báu. Phần 2. Tổng quan tử vi cuộc đời Canh Tý về can chi ngũ hành, cũng như những giai đoạn phát triển sự nghiệp. Phần 3. Sơ lược về ngày tháng sinh phú quý, phát tài của tuổi Canh Tý sinh năm 1960, để cô bác tự suy luận về cuộc đời của mình trong những năm tháng nhàn tản tiếp theo. Phần 4. Nhân sinh cảm ngộ và những bài học cuộc sống, quý vị nên xem hết một lần đến hết nhé. Giới tiên tri tiết lộ sự thật chấn động, cuộc đời tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, khổ tận cam lai, về già hưởng trọn lộc trời, giàu có nhất vùng. Thưa quý vị, theo văn hóa người phương Đông thì chuột là biểu tượng cho sự tích lũy và cho sức khỏe. Đối với người Trung Quốc và Nhật Bản thì loài vật này chính là biểu tượng cho sự may mắn và giàu có. Khả năng lãnh đạo là bản tính của những ai cầm tinh con chuột, do là cung mệnh đầu tiên trong 12 cung nên người tuổi Tý nói chung và tuổi Canh Tý nói riêng. Họ luôn muốn mình đứng đầu trong mọi cuộc chơi, là người tiên phong trong mọi hoạt động và là người ra lệnh ở mọi nơi với bản tính hiếu động và tò mò. Họ luôn suy nghĩ không ngừng, sống thiên về hoạt động trí óc, thông minh lanh lợi và sống theo cảm tính là những gì người ta thường thấy ở những người thuộc cung mệnh này. Người Trung Hoa thường nói rằng, ngay cả những lúc khan hiếm bằng cách này hay cách khác, chuột vẫn có thể tìm ra những kho ngũ cốc ngon lành. Vậy thì chẳng còn nghi ngờ gì nữa, loài sinh vật này có tài tháo vát xuất sắc, là kẻ sống sót cuối cùng trong 12 con giáp. Tử vi chọn đời tuổi Canh Tý, sinh năm 1960, năm âm lịch Canh Tý 1960, địa chi lương thượng chi thử, tức là chuột trên xà, mệnh bích thượng thổ, là đất trên vách. Cung mệnh năm 1960, nam cung tốn mộc, thuộc đông tứ mệnh, cung mệnh nữ 1960, nữ cung khôn thổ thuộc tây tứ mệnh, màu tương hợp, đỏ, vàng, màu tương khắc, xanh. Trong cuộc đời con giáp này được Bồ Tát Thế Chí ban phúc, Phật Di Lặc ban trí tuệ và Phật Thiên Thủ Quan Âm hộ mệnh, nên Canh Tý là một trong những con giáp có trí tuệ bản lĩnh hơn người, cho mọi hoàn cảnh khó khăn, Canh Tý đều sẽ tự mình tìm ra cách giải quyết. Hướng hợp năm 1960, Bắc, Nam, Đông và Đông Nam. Hướng hợp nữ 1960, Đông Bắc, Tây, Tây Bắc và Tây Nam. Con số hợp mệnh 2, 5, 8, 9. Con số khắc mệnh 3, 4. Xem tuổi Canh Tý có thiên can là canh. Vậy thiên can canh là gì? Thiên can canh đứng thứ 7 trong 10 thiên can. Can này chỉ quả, tức là trái cây được hình thành. Vì thiên can và địa chi có tính chất tuần hoàn, nên can canh đứng sau là can kỷ và đứng trước can tân. Thiên can canh đại diện cho quẻ đoài thuộc kim. Về phương hướng, can canh kim chỉ phương chính tây, trong ngũ hành, canh tương ứng với hành kim, còn theo thuyết âm dương, can canh là dương kim, trong lịch Gori, các năm tương ứng với can canh, sẽ có chữ số kết thúc bằng 0,
cụ thể là 1960 Canh Tý, 1970 Canh Tuất, 1980 Canh Thân, 1990 Canh Ngọ, 2000 Canh Thìn, 2010 Canh Dần, 2020 Canh Tý, vân vân. Hình tượng của thiên can canh, canh thuộc dương kim, tượng là thiết trụ kim thiên, thanh bảo kiếm sắt, dao kiếm khoáng sản, sắt thép cứng, lò luyện kim vũ khí vân vân, có tính chất cứng rắn, kiên cố nhưng cũng có tính chống đối, tranh thắng, tủ lạnh, đồng hồ treo tường, dao dĩa, kìm bấm móng tay, vân vân, đều thuộc canh kim, bỏ kìm bấm móng tay trong túi áo sưu tầm, dao kiếm tức là đã tích trữ được một lượng lớn, canh kim trong người canh kim, là anh cả của các loại kim, nếu kim chỉ người thì đây là người có tài về văn học, có tài làm kinh tế, còn nếu kim là vật thì nó vô cùng có ích. Tính chất của người thiên can canh dương kim, tính cách thiên can canh có phần mộc mạc hào phóng, tính tình cởi mở nhiệt tình và trọng nghĩa khí, có tính hiếu thắng, có tính phá hoại. Nhân duyên tốt dễ hòa nhập, những người này có lợi nhiều hơn thiên can khác trong việc kiếm tiền, rất dễ dàng, nhưng chặt chẽ về đồng tiền, nên rất phù hợp với nghề kế toán, thủ quỹ. Canh kim thường có cá tính cương nghị, cương quyết, quả đoán, khẳng khái, có tính cách hiệp nghĩa hay giúp người khi người ta gặp khốn khó, giúp người mà không mong người giúp. Ngoài ra, thiên can này còn mang tính hiếu thắng, thích xuất đầu lộ diện đứng mũi chịu sào, có đảm lược và hào sảng cương trực, nhưng cũng cả tính cách công kích, phá hoại cùng dã tâm to lớn. Canh kim có tài về văn học và làm kinh tế rất tốt, thiên can canh kim là mũi kiếm, nam giới nếu không được học hành tử tế, kém hồng phúc của gia đình, không chịu tu thân sẽ trở thành kẻ lừa đảo, thích đánh nhau, nghiện rượu chè, cờ bạc. Bệnh thường gặp ở người canh kim là xương cốt, gân, phổi, ruột già, gan và chân. Điều cần lưu ý là bệnh ngoài da cũng thường có liên quan tới kim. Người canh kim dù là nam hay nữ, cần phải hào phóng cởi mở, nam giới thì càng cần phải mạnh mẽ, hào sảng hơn nữ, nếu canh kim rụt rè yếu đuối thì khó mà nhập cách tốt. Canh kim chứa đựng sát khí, thời xưa, hành tinh vào mùa thu, được gọi là thu canh, trong tôn giáo tất cả những ngày canh giáp đều có nhiều người phạm tội, cần phải tổ chức nghi lễ tế trời để giải trừ tội nghiệp, phụ nữ có mệnh khắc chồng, cũng chỉ phụ nữ canh kim, người mệnh canh kim phần lớn đều có cuộc đời trắc trở. Đặc biệt là về phương diện tình yêu và hôn nhân, thường gặp nhiều sóng gió, đó là do canh kim quá mạnh, sẽ gây ra đau khổ và tổn thương. Canh Tý thuộc mệnh bích thượng thổ, là đất trên tường, canh Tý có nạp âm là hành thổ, do can canh, dương kim ghép với chi Tý dương thủy. Ta có kim sinh thủy, nên canh sinh chi, đồng thời, nạp âm và can tương hợp ngũ hành, nên thuộc người tuổi canh Tý, có căn bản vững chắc, gặp nhiều may mắn, có khả năng hơn người, ít gặp trở ngại trong cuộc sống từ thời tiền vận đến hậu vận. Dù họ đang trong năm xung thắng hạn, thì khi gặp khó khăn trở ngại cũng dễ dàng vượt qua nhờ được quý nhân giúp đỡ. Nếu ngày sinh của họ có hàng can nhâm quý và sinh giờ sửu mùi, thì được hưởng thêm phúc lớn của dòng họ. Tuổi canh kết hợp với tam hợp, thân, ý, thìn thì được hưởng vòng lộc tồn chính vị thêm tam hóa liên châu. Nếu lá số tử vi được thêm vòng thái tuế với cục thổ hay cục thủy, thì mẫu người đầy tham vọng, sống nặng lòng với quê hương đất nước, có tình có nghĩa với đồng bào, bà con dòng họ. Đây là những người có tinh thần trách nhiệm cao. Canh Tý rất cứng rắn, sắc sảo, là người đa mưu túc trí, thông minh trong bất cứ lĩnh vực nào. Lúc còn trẻ họ vượt trội hơn những người bạn cùng trang lứa. Tuổi canh có bản tính độc lập, là người thích cô đơn. Chính vì vậy, một số người về mặt tình cảm và đời sống dễ có vấn đề khi vận số đi vào năm xung thắng hạn. Người thuộc tuổi canh Tý sẽ hợp với người tuổi giáp thìn, bính thìn, canh thìn, bính thân, mậu thân, nhâm thân, mậu tý, giáp tý và các mệnh hỏa, thổ và kim. Còn về tuổi kỵ, canh Tý khắc với tuổi bính ngọ, nhâm ngọ và các tuổi thuộc mạng mộc, thủy, mang hàng can bính và đinh. Người lãnh đạo tuổi Tý quan tâm sâu sắc đến đời sống của nhân viên mình về nhiều mặt, nhưng khi nói đến tăng lương hay giảm giờ làm, họ sẽ né tránh phớt lờ thậm chí quên luôn. Trong tay họ không nhân viên nào có thể trễ nải công việc, trong làm ăn để đi đến thỏa thuận nào đó, bạn sẽ phải bàn bạc đàm phán nhiều lần. Phụ nữ tuổi này luôn chi li tiết kiệm, đôi lúc là hà tiện, đương nhiên là với những gì thật sự cần thiết thì họ cũng không tiếc tiền để mua, họ luôn giữ gìn những bí mật của mình. Nhưng nếu là bí mật của người khác thì họ không tiếc công tìm tòi và sử dụng chúng để đưa nạn nhân vào chỗ chết, mọi vấn đề đều được nắm bắt một cách tinh tế. Những người tuổi này không ưa những kẻ lười biếng và hoang phí, người tuổi Tý cũng hết sức kiềm chế không biểu lộ tình cảm ra ngoài. Điều này đồng nghĩa với việc nếu một người tuổi Tý vô lễ, nổi nóng, tức là họ đang rất căng thẳng và buồn bực, họ thích phê phán, châm biếm, khi mua bán thì thích mặc cả, trí nhớ tốt cộng với khả năng tìm tòi sáng tạo, tùy cơ ứng biến cao.
trực giác bén nhạy, tầm nhìn tốt kèm thêm năng khiếu kinh doanh giúp họ dễ gặt hái nhiều thành công, đồng thời họ chỉ coi khó khăn như một nhân tố giúp họ trưởng thành hơn. Điểm yếu là quá tham công tiếc việc, tuy nhiên, vì là người thận trọng họ thường chọn những phương án ít mạo hiểm nhất. Đây là mẫu người đạo đức, kính trên nhường dưới, luôn quan tâm chăm sóc trẻ nhỏ, tin tưởng người trên. Người tuổi Tý luôn đáp ứng mong muốn và khoan dung trước những sai lầm của cha mẹ. Người mẹ tuổi Tý có nhược điểm là quá nuông chiều con cái, người vợ hoặc chồng tuổi này luôn quan tâm đến gia đình. Tổng quan tử vi chọn đời tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Là người coi trọng an nhàn, cả đời tài lộc không thiếu, mọi việc đều thuận lợi, gặp hung hóa cát, quý nhân phù trợ, nữ thì hưng vượng, là mệnh âm gia. Loại chuột này trưởng thành sớm, với họ hạnh phúc và sự hài lòng được tìm kiếm theo trình tự, trật tự và sự an toàn, họ sẽ cố gắng để phát huy những điểm mạnh của mình. Và để được công nhận tài năng, họ rất thực tế và không chạy theo những giấc mơ viễn vông, họ thích duy trì mối quan hệ tốt với tất cả mọi người và thích làm việc ở một nơi hoặc một công việc lâu dài mà ở đó họ có những người bạn trung thành. Họ luôn tập trung vào từng việc một lúc và rất cẩn thận kỹ lưỡng trong công việc. Ở một mặt khác, họ có thể quá chú tâm tới thành quả, tự cho mình là đúng và không nhẫn nại với người khác, đặc biệt khi họ quá nôn nóng để hoàn thành mọi việc theo đúng tiêu chuẩn của mình. Họ rất quan tâm tới danh tiếng và thể diện của mình, nhưng nhiệt tình và bảo vệ những người mình yêu thương, họ có tiêu chuẩn vật chất cao và luôn so sánh mức độ thành công của mình với đồng nghiệp. Người này cũng có thể trở nên quá thực dụng và keo kiệt về tiền bạc. Họ không bao giờ chơi trò may rủi và hiếm khi chấp lấy cơ hội. Kết quả là vận mệnh của người này tiến triển chậm nhưng mà chắc. Canh Tý tuân theo các quy tắc và tiêu chuẩn hoạt động và mong đợi những người làm việc cùng cũng tuân theo tiêu chuẩn như vậy. Tính cách tử vi chọn đời tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Một trong những tính cách dễ nhận thấy của tuổi Canh Tý đó là sự ổn định. Ổn định này bao gồm nguyên tắc, lập trường, tư duy, quan điểm nhìn nhận, lối sống, công việc, tâm lý của họ luôn bền vững. Luôn luôn nghĩ điều tốt, làm việc thiện, yêu ghét đều phân minh rõ ràng. Người tuổi Canh Tý có lối sống đạo đức noi theo khuôn phép, quy củ trật tự. Với họ, việc noi theo khuôn vàng thước ngọc, mẫu mực chuẩn chỉ là hành động tự giác. Họ luôn vui vẻ làm điều đó và nếu phá bỏ những nguyên tắc này thì họ dùng bữa không cảm thấy ngon, luôn bị giày vò hối hận. Người tuổi Canh Tý là những người rất cứng rắn, sự kiên cường can đảm của họ hướng tới cổ hủ, thiên về phòng thủ, tự bảo vệ mình và che chở cho người xung quanh. Đặc điểm này của họ giống với sao Liêm Trinh trong tử vi. Trong sách tử vi đầu số viết về sao Liêm Trinh có một hình ảnh minh họa, đó là một người bị nhốt trong bốn bức tường. Ý nghĩa của nó bao gồm pháp luật nghiêm minh, phạm tội tất bị bắt hoặc bảo vệ phòng thủ đến mức tiêu cực, chỉ ở trong nhà để giữ gìn sự an toàn. Có một điều khác biệt, đó là Liêm Trinh nóng tính, còn Canh Tý thì đôn hậu ôn hòa, Liêm Trinh đào hoa, giỏi văn nghệ, còn Canh Tý giỏi quản lý và nghiêm túc. Người tuổi Canh có nhân sinh quan cống hiến, luôn vì lợi ích của những người khác mà không biết mệt mỏi. Để làm được điều đó thì họ thường xuyên rèn luyện trau dồi không ngừng. Người tuổi Canh Tý nên suy nghĩ thực tế, giàu trí tiến thủ, họ siêng năng làm việc phấn đấu vì công danh tài lộc. Nghề nghiệp tử vi chọn đời tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Canh Tý rất phù hợp với lĩnh vực an ninh, quốc phòng, luật pháp. Một số khác có duyên với lĩnh vực y tế, chăm sóc sức khỏe, lĩnh vực xây dựng kiến trúc, quản lý kho hàng, ngân sách tài chính có thể phát huy được hết sở trường ưu điểm của họ. Những người tuổi Canh Tý nên theo lĩnh vực kinh doanh. Duyên bán hàng rất tốt, đặc biệt là tuổi Canh Tý, vì tuổi này phúc lớn, lại có đào hoa nên duyên kinh doanh quan hệ khách hàng tốt. Về tiền bạc, Canh Tý ở mức khá giả trở lên, riêng tuổi Canh Tý sẽ có cơ hội phát tài. Nghề nghiệp hợp với nữ tuổi Canh Tý như quản lý kho hàng, quản lý tài chính, chăm sóc y tế sức khỏe. Với nét duyên ngầm của tuổi này thì nữ sinh Canh Tý hợp với kinh doanh. Bản thân nam Canh Tý có tính cách rất can đảm, kiên cường, sống rất quy củ và hết mình cống hiến cho công việc và nhà nước, nên nam Canh Tý nên làm các nghề thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, bảo vệ đất nước. Ngoài ra, các nghề về kiến trúc, xây dựng sẽ là một ưu thế của họ. Nếu theo các nghề này thì tương lai họ sẽ trở thành một kỹ sư chiến sĩ công an giỏi. Tử vi tình duyên gia đạo, tuổi Canh Tý sinh năm 1960. Bản chất của tu Tý đó là tính nghiêm túc, đạo mạo. Nam mệnh thường phong độ, quân tử, nghĩa hiệp, nữ mệnh thường hiền thục đoan trang. Bởi tính chất cứng rắn bền vững nên trong khi yêu một số câu hay được nhắc lại như là hãy, đừng, chớ, được, không được, vì vậy nên nửa kia cảm thấy khô khan cứng nhắc ít cùng bậc cảm xúc, nhưng đổi lại họ là những người nghiêm túc, trung thủy trọng lời hứa. Tuổi Canh Tý đào hoa nên đào hoa của họ có sự biến hóa, nó trở thành duyên buôn bán,
kinh doanh hoặc năng lực nghệ thuật, nói chuyện giao tiếp thu hút quan hệ rộng rãi với mọi người. Khác xa với đào hoa sa đọa, nặng tính vật chất, tửu sắc, phần nhiều những người tuổi Canh Tý yêu đương muộn, lập gia đình muộn vì tốc độ hoạt động của mệnh này chậm, cẩn trọng không vội vã hấp tấp. Những người này là mẫu người của gia đình, luôn có trách nhiệm, tuy nhiên đôi lúc quá nhiệt tình với công việc xã hội nên có phần ảnh hưởng đến hạnh phúc hôn nhân. Tính cách trầm ổn biết đủ làm vui khiến cho họ có cuộc sống hạnh phúc ấm no, an nhàn vui vẻ. Xem giờ sinh phú quý cho người tuổi Canh Tý. Sinh giờ Tý là từ 23 giờ đến 1 giờ, cục diện Tý thủy, tỷ kiên trong bát tự. Theo luận giải lá số tử vi chọn đời, người tuổi Canh Tý sinh vào giờ Tý có tính tình cương trực, hành xử linh hoạt, nhạy bén, khả năng tư duy tốt nên công việc và sự nghiệp thuận lợi. Nếu kết hôn sớm thì thuận đường con cái, cuộc sống hôn nhân theo đó cũng suôn sẻ hơn. Sinh giờ Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ sáng. Cục diện Sửu thổ khắc chế Tý thủy trong bát tự, đa số người cầm tinh con chuột mà sinh vào giờ Sửu đều có tướng mạo tốt, tài cao, lập nghiệp ở phương xa, có số đào hoa nhưng ít bạn tri kỷ, giờ này hợp với nữ, không hợp nam. Ngoài ra, người sinh vào giờ này có họa thị phi hoặc kiện tụng tranh chấp. Sinh giờ Dần từ 3 đến 5 giờ sáng. Cục diện Tý thủy sinh Dần mộc trong bát tự, công danh sự nghiệp của người tuổi Canh Tý sinh vào giờ Dần đều vẹn toàn, có nhà cao cửa rộng, gặp hung hóa cát, người này thông minh lanh lợi, đa tài nghệ, tuy nhiên giờ này hợp với mệnh nam, không hợp mệnh nữ. Sinh giờ Mão là từ 5 đến 7 giờ, cục diện Tý thủy, sinh chỉ Mão mộc trong bát tự, người tuổi Canh Tý sinh vào giờ Mão dũng cảm, táo bạo, có mưu lược, có cuộc sống vui vẻ phú quý suốt đời, đa số xuất thân trong gia đình có nền tảng kinh tế vững chắc, được thừa hưởng tài sản lớn nên dễ thành công trong sự nghiệp. Giờ Thìn từ 7 đến 9 giờ. Cục diện Thìn thổ khắc chế Tý thủy trong bát tự, sinh vào giờ Thìn, người tuổi Canh Tý có cuộc sống nhiều sóng gió bất ổn, tuy là người có chí lớn, có tài năng và kiến thức, nhưng xuất thân trong gia đình không có nền tảng kinh tế tốt, khó được sự trợ giúp của anh chị em, người này tuy thành công trong sự nghiệp nhưng lại không duy trì lâu dài. Sinh giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ. Cục diện Tý thủy khắc chế Tỵ hỏa trong bát tự. Theo luận đoán tử vi, đa số người tuổi Canh Tý sinh vào giờ này đều có phẩm chất đạo đức tốt, tính cách ôn hòa nhưng cuộc đời trải qua nhiều sóng gió. Công danh sự nghiệp ở mức bình thường, nền tảng kinh tế gia đình không tốt nên khó trợ giúp về sự nghiệp. Ngoài ra, người này còn dễ rơi vào tình trạng làm ơn mắc oán hoặc phải tái hôn. Sinh giờ Ngọ, 11 đến 13 giờ. Cục diện Tý thủy khắc chế Ngọ hỏa trong bát tự. Phần lớn người sinh vào giờ này đều có tính tình nóng nảy, giao tiếp không khéo léo, thành công dễ kiêu ngạo, thất bại dễ nản lòng. Cuộc sống người này nhiều thăng trầm, khó thành công trong sự nghiệp và không dễ được hưởng vinh hoa phú quý. Ngoài ra, sinh vào giờ này còn hay gặp vạ miệng và oan khuất. Sinh giờ Mùi, từ 13 đến 15 giờ. Cục diện Mùi thổ khắc chế Tý thủy trong bát tự, cuộc đời người tuổi Canh Tý sinh vào giờ Mùi trải qua không ít thăng trầm. Xuất thân trong gia đình không có nền tảng kinh tế tốt, ít quý nhân phù trợ, đôi khi được sự trợ giúp từ anh chị em ruột thịt. Tuy nhiên, người này có ý chí kiên cường, nỗ lực hết mình vì công việc nên sớm gặt hái được thành công, nhưng vì quản lý không tốt nên sự nghiệp lúc thành, lúc bại. Sinh giờ Thân, 15 giờ đến 17 giờ. Cục diện Thân Kim sinh Tý thủy trong bát tự, người tuổi Canh Tý sinh vào giờ này có phẩm chất đạo đức tốt, nhiều tài năng hiếu thuận với cha mẹ, kính trọng với người bề trên, được quý nhân phù trợ, sự nghiệp phát triển thuận lợi. Trong suốt cuộc đời người này sẽ trải qua không ít biến cố, gây tổn hao lớn về tiền tài, nhưng cơ bản vẫn vượt qua tất cả. Sinh giờ Dậu là từ 17 giờ đến 19 giờ. Cục diện Âm Kim sinh Tý thủy trong bát tự, đa phần người tuổi Canh Tý sinh vào giờ Dậu đều có trái tim nhân hậu, phẩm chất đạo đức tốt, được sinh ra trong gia đình có nền tảng kinh tế không tốt, nhưng được nhiều người giúp đỡ nên đạt được thành công nhất định trong sự nghiệp. Cuộc đời người này khá bình yên, ấm êm, con đàn cháu đống và được hưởng phúc đức từ con cháu. Sinh giờ Tuất từ 19 đến 21 giờ. Cục diện Tuất thổ khắc chế Tý thủy trong bát tự, người này có cuộc sống khó khăn, nhiều trắc trở ít, gặp may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp ở mức bình thường, không có gì nổi trội, cần nhẫn nhịn và khiêm nhường để chờ thời cơ tốt thì vận thế mới thay đổi theo hướng tích cực. Sinh giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Cục diện Hợi thủy tỷ kiên trong bát tự, cuộc đời người này cũng khá nhiều sóng gió, sức khỏe không tốt dễ mắc bệnh tật khi vào trung vận, quan hệ với cha mẹ thì hòa hợp nhưng anh chị em lại bất hòa, công danh sự nghiệp ở mức thường nên chú trọng nhiều đến sức khỏe, đề phòng ngộ độc hoặc tai nạn. Kết luận, giờ sinh phú quý của người tuổi Canh Tý là giờ Mão và giờ Dậu. Thưa quý vị,
ngày tháng năm sinh có ảnh hưởng khá lớn đến vận mệnh của con người, chẳng thế mà có người sinh ra nhằm ngày tháng tốt thì vinh hoa hiền đạt, người sinh nhằm ngày tháng xấu thì số kiếp lận đận long đong, người tuổi Canh Tý sinh tháng nào thì tốt, sinh tháng nào thì vận trình hanh thông, công danh rộng mở. Sau đây xin mời quý vị cùng tìm hiểu chi tiết tháng sinh phú quý cho con giáp tuổi Canh Tý, sinh năm 1960 nhé. 1. Người tuổi Canh Tý sinh tháng Giêng, tháng 1 âm lịch. Tháng Giêng là tiết tân xuân, dù là người giàu hay kẻ nghèo thì trong ngày xuân năm mới cũng đều cố gắng lo cho bữa cơm được đủ đầy. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này trong năm được hưởng phúc trời, cuộc sống sung túc no đủ, có lộc ăn, lộc uống, cơm áo gạo tiền chẳng phải lo lắng điều chi. Người này thích ăn thịt, nhưng nếu ăn quá nhiều thì có thể gây hồ đồ, tâm trí lẫn lộn. Đây là mẫu người tự lập, có khả năng thích nghi cao, tuy nhiên tính khí có phần cao ngạo, nếu đã khuất phục ai thì nhất nhất nghe lời. Những năm cuối đời thảnh thơi an nhàn, có sở thích ăn uống, có điều đầu óc không được tỉnh táo lắm. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng Giêng được hưởng phúc lộc tổ tông, phúc ấm mệnh dày, gia sản thừa kế dồi dào, cũng được bề trên nâng đỡ phù hộ cho nhiều, cuộc đời hạnh phúc. Lúc nhỏ được cha mẹ anh em yêu thương đùm bọc, lớn lên được bạn đời chăm sóc chu đáo, không phải vất vả quá nhiều mà vẫn cơm no áo ấm, có của ăn của để. 2. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 2 âm lịch. Tháng 2 âm lịch là tiết kinh chập, người tuổi Canh Tý sinh vào thời điểm này trong năm có phần nhút nhát, dù đôi khi cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng vẫn không giấu nỗi lo sợ trong lòng. Cuộc đời êm ấm được nhiều người yêu mến, tính tình nho nhã ôn hòa, người này đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, lại phóng khoáng cởi mở nên được rất nhiều quý nhân giúp đỡ. Tuy không quyền cao chức trọng nhưng sự nghiệp cũng thành, văn ấn có phần thông minh đĩnh ngộ, vượt nhiều gian khổ, có những lúc nguy hiểm tưởng chừng như khó thoát nhưng vẫn may mắn bình an. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 2 âm lịch tuy có nhiều trắc trở nhưng vẫn hạnh phúc an yên quá nửa đời người. Đây là người có tài hoa xuất chúng, đặc biệt có thiên hướng nổi bật về văn thơ, nghệ thuật, tính tình hiền hòa nho nhã, song cũng nhút nhát, thiếu quyết đoán nên cả đời có phần khó thành đại sự. Được tổ tông giúp đỡ rất nhiều nhưng tài sản hương hỏa để lại không nhiều, anh chị em trong nhà hòa thuận yêu thương nhau, cũng biết đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. Nếu đi theo nghiệp văn chương, làm những công việc liên quan đến chữ nghĩa thì có thể thành danh, khó nắm được đại ấn trong tay. Thời trẻ khó có cơ hội làm công việc mà mình yêu thích, chịu khá nhiều vất vả, học hành chăm chỉ, phấn đấu hết mình sau sẽ có lợi cho công việc. 3. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 3 âm lịch. Theo lịch vạn niên, tháng 3 âm lịch là tiết thanh minh, người tuổi Canh Tý ra đời vào thời điểm này trong năm, gặp phải tang môn, đi tới đâu cũng gặp phải chuyện tang tóc, tuy có bổng lộc rượu thịt, nhưng đều đến từ những chuyện buồn đau, số mệnh hầm hưu có thể có số xuất ra. Bản mệnh nếu có thể giữ được tâm trí bình an, tu thân dưỡng trí, không tham lam biết phấn đấu thì tuổi già sẽ được hưởng phúc lộc an nhàn. Sinh vào tháng 3 âm lịch, người tuổi Canh Tý này nhát gan, thiếu quyết đoán, số mệnh phải chịu cảnh cô đơn, hiu quạnh, là người yếu đuối, song có lòng dạ thiện lương dễ mềm lòng. Họ có thể sẽ coi nhẹ những thứ vật chất xung quanh, chán ghét chốn hồng trần nhiều gian dối, không tham sân si, có suy nghĩ rời bỏ trần tục xuống tóc đi tu. 4. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý sinh tháng 4 âm lịch. Tháng 4 âm lịch là tiết lập hạ, người tuổi Canh Tý sinh vào thời điểm này trong năm số mệnh bình thường, không có nhiều bổng lộc, tài sản không dồi dào, cuộc đời bôn ba vất vả, không được quý nhân nâng đỡ, mà một mình chống chọi nên làm gì cũng khó khăn, lại bị tiểu nhân quấy nhiễu, nên hung hiểm trùng trùng. May thay, có xuân phong hóa vũ, gió xuân hóa thành mưa, trời quang mây tạnh nên được lương duyên. Người tuổi Canh Tý sinh tháng 4 âm lịch, tuy vận số không tốt nhưng gặp được ý trung nhân thì sẽ nhẹ gánh phần nào, người phối ngẫu sẽ giảm bớt vận hạn, tương trợ mọi điều giúp cho bản mệnh có thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống, tới tuổi trung niên thì làm nên cơ đồ, được nhiều người trọng vọng. Vận mệnh của người tuổi Canh Tý này khá vất vả, tiền bạc không có nhiều, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được hưởng lộc hương hỏa để lại, anh em trong nhà tình cảm nhạt nhòa, không dựa được vào người thân, ra ngoài đời cũng không được quý nhân trợ giúp, nên sự nghiệp khó thành, số mệnh hầm hưu, hay bị người đời khinh miệt, ức hiếp, tuy nhiên, nếu sinh vào ngày giờ tốt thì vẫn có thể giảm bớt vận hạn. 5. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 5 âm lịch. Tháng 5 âm lịch rơi vào tiết mang chủng, người tuổi Canh Tý sinh tháng này số bôn ba vất vả, chạy ngược chạy xuôi khắp trốn. Người này tham công tiếc việc chăm chỉ làm lụng, lắm khi còn quên ăn quên ngủ, hễ thấy cơ hội kiếm tiền là không quản ngại vất vả mà dốc hết sức mình nắm lấy, hiếm khi để lỡ thời cơ. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 5 âm lịch khá tốt đẹp, cuộc đời sung túc no đủ, thậm chí có thể trở thành người vô cùng giàu có, tự thân lập nghiệp.
không sợ gian khổ mà luôn làm hết sức mình để đạt được nhiều người ngưỡng mộ và lấy đó làm gương phấn đấu, phúc lộc do chính bàn tay mình làm ra, tuổi già an nhàn hưởng phúc. Sinh vào tháng 5 âm lịch trong năm, người tuổi Canh Tý này tùy số kiếp vất vả, nhưng vinh hoa phú quý cả đời hưởng không hết, tuy không được bố mẹ anh em trợ giúp, cũng chẳng được hưởng lộc tổ tông. Song tài trí hơn người, thông minh nhanh nhạy, lại có ý chí vững vàng, phấn đấu không ngừng nghỉ nên chỉ với hai bàn tay trắng mà làm nên cơ nghiệp, sau này ra ngoài xã hội, được hưởng phúc quý nhân nâng đỡ. Sự nghiệp có hung có cát, song về cơ bản, vẫn thuận lợi phát triển, tài lộc ùn ùn kéo tới, tuổi trung niên thì tài sản đã vô cùng hưng vượng, cự phú một vùng, người người ngưỡng mộ. 6. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch rơi vào tiết Tiểu Thử, dương khí vượng, trời đất tươi sáng, cây cối xanh tươi, người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này tính tình sôi nổi, sức khỏe tốt. Tuy nhiên, nên sống gần ao hồ sông suối, gần với nguồn nước thì tốt hơn cho vận thế sau này, dễ làm nên đại nghiệp. Đây là người đi lên từ khốn khó, tay trắng làm nên sự nghiệp. Tổ tiên phúc mỏng không có tài sản thừa kế gì nhiều, lục thân không giúp ích được gì, cả đời đều phải tự lực cánh sinh, sự nghiệp gây dựng do chính sức mình. Song người tuổi Canh Tý sinh tháng 6 âm lịch lại may mắn khi được quý nhân giúp đỡ rất nhiều trên con đường sự nghiệp, có điều đôi khi lực bất tòng tâm, muốn mà chưa đủ lực, phải nhẫn nhịn chờ đợi thời cơ, tính tình cương nghị, ý chí sắt đá, có thể vượt qua khó khăn không dễ bị gục ngã, giành được nhiều thành công trong sự nghiệp. 7. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 7 âm lịch. Tháng 7 âm lịch trời đất vào tiết Lập Thu, hoa trái rồi rào, là mùa thu hoạch, người tuổi Canh Tý sinh vào thời điểm này trong năm, cần phải giữ bình tĩnh và tỉnh táo mọi lúc mọi nơi, đề phòng kẻ tiểu nhân hãm hại, tính tình phóng khoáng, khoan dung độ lượng, là người có thể làm nên việc lớn, đời có thành có bại, song hưởng phúc lộc trời ban nên vẫn được đủ đầy. Dù có gặp tai họa thì vẫn có cơm ăn áo mặc, tính cách cương nghị, rơi vào tình cảnh khó, vẫn giữ lòng tự trọng, dù vất vả kiếm kế sinh nhai cũng quyết không cầu xin người khác. Sinh vào tháng 7 âm lịch, người tuổi Canh Tý được hưởng lộc tổ tiên, tổ nghiệp phúc lớn, gia sản giàu có, tài sản thừa kế dồi dào, cha mẹ giúp sức nhiều trên con đường sự nghiệp, anh chị em trong nhà yêu thương đùm bọc, vợ chồng con cái thuận hòa êm ấm, người này số hưởng không cần vất vả gì nhiều mà vẫn sung túc giàu sang, tâm địa thiện lương, sởi lời phóng khoáng, khoan dung độ lượng, cuộc đời được nhiều quý nhân tương trợ, sự nghiệp thành công không gặp đại hung đại nạn, là người mang phúc tướng hiếm có khó tìm. Xem tháng sinh đại cát của 12 con giáp thì tháng 7 âm lịch cũng là tháng sinh đại cát của người tuổi Canh Tý. 8. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 8 âm lịch. Tháng 8 âm lịch trong năm là tiết Bạch Lộ, vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng này rất tốt, số mệnh giàu sang sung túc vinh hiển, được người bạn đời nâng đỡ rất nhiều. Người này tướng mạo xuất chúng, phong thái đĩnh đạc cao sang quyền quý, trong đời có nhiều quý nhân tương trợ mưu sự tất thành, chăm chỉ làm việc tất có thành công, tu tâm dưỡng tính tất nên đại nghiệp. Xem vận mệnh người tuổi Canh Tý theo tháng sinh âm lịch, nếu sinh vào tháng 8 thì cuộc đời vinh hiển, phú quý giàu sang, tổ tiên phúc lớn, cha mẹ ơn cao, quý nhân vượng vận, sự nghiệp thăng tiến ầm ầm, càng lên cao lại càng thuận lợi, thiên tư dĩnh ngộ, có tài văn chương, trí tuệ xuất chúng được nhiều người trọng vọng. 9. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 9 âm lịch. Tháng 9 âm lịch rơi vào tiết Hàn Lộ, người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này tính tình trầm ổn, không thích nơi náo nhiệt, không thích làm người nổi trội, từ nhỏ đã sợ lạnh, song có phúc cơm áo đủ đầy, thiếu quyết đoán khó làm nên cơ nghiệp, vợ chồng con cái tuy yêu thương nhau nhưng lại khắc khẩu, tranh cãi mâu thuẫn liên miên, không có tài ăn nói an phận thủ thường, cẩn trọng quá mức không giỏi giao thiệp, bạn bè không có nhiều. Sinh vào tháng 9 âm lịch, người tuổi Canh Tý có cuộc đời bình an hạnh phúc, an lành hưởng hết tuổi thọ, tuy nhiên, người này lòng dạ có phần hẹp hòi cũng nhát chết, thiếu dũng khí, không có ý chí, không có tham vọng, thường sống đâu hay đó thuận nước đẩy thuyền, bèo dạt mây trôi, người này khá ít nói, tính cách có phần cổ quái, thích cô độc, tuy nhiên, phúc lớn mệnh hậu nên vẫn được hưởng hết phúc lạc thiên luân, tình cảm gia đình tốt đẹp, nữ lấy được lương phu, nam lấy được hiền thê. 10. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 10 âm lịch. Tháng 10 âm lịch là tiết Lập Đông, ngũ cốc thu hoạch nhập hết về kho, khắp trốn không còn lương thảo, chim chóc khó kiếm miếng ăn. Người tuổi Canh Tý sinh vào tháng 10, thường hay dựa dẫm ỷ lại vào người khác, cũng có tham vọng, có ý chí nhưng không mấy khi có cơ hội để thực hiện. Cuộc sống có phần bấp bênh, không biết quản lý tài chính, không giỏi cân đối chi tiêu, dù có tiền cũng không biết làm cho tiền sinh sôi nảy nở. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh vào tháng 10 âm lịch không được tốt cho lắm, cuộc đời chịu nhiều vất vả, không được hưởng phúc tổ tiên, cũng chẳng được anh em trong nhà giúp đỡ, người này có ý chí,
có lý tưởng, cũng có tài trí nhưng không may mắn gặp được thời cơ. Cuộc đời tuy không phải trải qua đại nạn nhưng gặp phải không ít trở ngại, vận trình trắc trở, kém bề thuận lợi. 11. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng 11 âm lịch. Tháng 11 âm lịch trong năm là tiết đại tuyết, người tuổi Canh Tý sinh vào tháng này, khởi nghiệp khá muộn nhưng có thể thành công, không bị tiểu nhân hãm hại, cuộc sống khá tiêu diêu tự tại. Sinh vào tháng 11 âm lịch, người này nửa đời vất vả, nửa đời thuận buồm xuôi gió. Người tuổi Canh Tý sinh tháng này không được hưởng phúc tổ tông, cha mẹ cũng chẳng giúp được gì nhiều, phải tự dựa vào sức mình mà sống. Tới tuổi trung niên thì có quý nhân phù trợ, hết thời kỳ vất vả lúc còn trai trẻ, tuổi già an nhàn hạnh phúc. Nói chung, người này cuộc đời không có đại nạn, sự nghiệp vượng phát, thăng tiến không ngừng, khi đến tuổi trung niên nhanh chóng đạt được đến đỉnh cao danh vọng, từ đó hưởng phúc thái bình. 12. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng Chạp, tháng 12 âm lịch. Tháng 12 âm lịch tức tháng Chạp, rơi vào tiết tiểu hàn trong năm, sinh vào năm cùng tháng Tận, người người, nhà nhà chuẩn bị cơm thịt đón Tết, nên người tuổi Canh Tý cũng được hưởng phúc, có lộc ăn uống, cuộc sống thanh bình, no đủ cả đời. Chỉ là tiết trời giá lạnh, nên số mệnh đã định phải làm lụng vất vả, chăm chỉ cần cù thì mới có lộc có phúc. Vận mệnh người tuổi Canh Tý sinh tháng Chạp khá tốt, có thể bình an sống hết cả đời, tổ nghiệp vững chắc, con cháu được hưởng phúc dày, tài sản cha ông để lại dồi dào, cha mẹ yêu thương chăm sóc hết lòng. Anh chị em sống tình cảm đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau, vợ chồng ân ái nồng nàn, gia đình hạnh phúc. Khi mới khởi nghiệp khó khăn khó tránh khỏi, nhưng lại được quý nhân nâng đỡ nên nhanh chóng giành được thành công. Người tuổi Canh Tý sinh tháng này tư chất thông minh, lại thật thà lương thiện, tấm lòng bao la, hay giúp đỡ mọi người, thương người như thể thương thân, được nhiều người yêu quý. Tuy nhiên, người này có thể mắc phải các bệnh như cao huyết áp, béo phì, vân vân, nên chú ý giữ gìn sức khỏe. Thưa quý vị, đường đời không bao giờ là bằng phẳng, nó luôn có những gập ghềnh trở ngại và những lối rẽ khác nhau, chắc chắn sẽ có lúc rẽ sai, sẽ cảm thấy chán nản tuyệt vọng. Nhưng bạn cần biết rằng, hãy cứ đứng lên và mỉm cười, vì cuộc sống đang giúp bạn tự luyện tâm tính của mình. Trong chuyến xe dài cuộc đời, chúng ta phải đối mặt với biết bao thăng trầm, gặp biết bao sự tình buồn vui ly hợp. Phải làm sao để mỗi bước đường đời đều cảm thấy vui vẻ thoải mái? Có lẽ những câu nói dưới đây sẽ mang lại cho bạn thêm động lực. 1. Người đàn ông không cố gắng sẽ có hai kết quả, đó là suốt đời phải hút những điếu thuốc rẻ tiền và phải làm những việc lao động chân tay. Còn những người phụ nữ không cố gắng thì cũng chỉ có hai kết quả, đó là suốt đời phải mặc những bộ đồ bán ở vỉa hè và mua thức ăn trong chợ, học cách nỗ lực. 2. Đừng hy vọng người khác giúp bạn bất cứ việc gì liên quan đến kinh tế, bởi tiền bạc không bao giờ là đủ đối với bất kỳ ai trong chúng ta. Người có 100 ngàn lại muốn có được 200 ngàn, người có 10 triệu lại muốn có 20 triệu, học cách tự mình cố gắng. 3. Bạn bè giúp đỡ bạn đó là việc tốt, là đạo nghĩa, nhưng nếu họ không giúp bạn điều đó cũng không có gì đáng trách, không nên vì thế mà lòng mang oán hận, học cách lý giải vấn đề. 4. Phải biết rằng, không phải ai cũng ở bên cạnh giúp đỡ khi bạn cần, mà những lúc đó chỉ có tự bản thân bạn vượt qua, cho nên khiến bản thân độc lập kiên cường, vui vẻ, hạnh phúc, đó mới là những điều bạn phải làm. Suy cho cùng, cũng chỉ có bản thân mình phải nỗ lực vượt qua mọi chuyện, học cách kiên cường. 5. Đừng nhìn vào sự giàu nghèo để kết giao bằng hữu, họ giàu có cũng không liên quan đến sự nghèo khổ của bạn, đừng để bản thân trở thành một người tầm thường. Biết đâu có những người bằng hữu tay trắng, nhưng lại có thể chia sẻ với bạn chiếc bánh bao duy nhất mà anh ta có, hãy học cách phân biệt. 6. Đừng vì những người bạn giàu có về kinh tế mà xa lánh những người bạn nghèo khó, nhưng giàu có về tình cảm, rồi bạn sẽ hiểu rằng những người bạn giàu có về kinh tế có thể đưa bạn đi ăn nhậu thỏa thích, họ cũng có thể đem đến cho bạn cuộc sống xa hoa, còn những người bạn sống tình cảm có lẽ chỉ có thể đưa bạn ra đồng ruộng hay đến bên bờ suối mà không có cao lương mỹ vị, rượu ngon, cà phê, cũng không có ca nhạc. Thế nhưng, họ có thể cùng bạn chạy trốn khắp nơi, cùng cười với bạn như kẻ ngốc, hãy học cách tự trọng. 7. Có thể tin tưởng rằng, sự thật trên đời vẫn tồn tại tình yêu chung thủy và tươi đẹp, nhưng đừng nghĩ rằng những chuyện tình lãng mạn như vậy sẽ xuất hiện trong cuộc đời của bạn. Điều đó chỉ thuộc về ngưu lang chức nữ, lương sơn bá trúc anh đài mà thôi, bởi cuộc sống của họ đều ngắn ngủi mà bạn lại muốn sống thật lâu, hãy học cách trân trọng. 8. Bất kể vì lý do gì mà bạn kết hôn, chỉ cần bạn đã có con thì bạn phải yêu thương gia đình của mình, cho dù nó có đơn sơ nghèo túng như thế nào, thì bạn cũng phải có nghĩa vụ sưởi ấm và che chở cho nó, bởi vì bạn đã là cha, là mẹ, hãy học cách gánh vác trách nhiệm. 9.
thanh xuân của chúng ta sẽ biến mất trong chớp mắt, từng nếp nhăn sẽ xuất hiện trên khuôn mặt. Chúng ta không thể ngăn cản được năm tháng phá hủy đi dung nhan của mình, nhưng chúng ta có thể ma luyện trái tim mình qua năm tháng, giống như hạt cát trong thân con trai, dần dần sẽ biến thành trân châu sáng bóng. Đợi đến lúc chúng ta đầu bạc răng long, mắt mờ chân chậm, còn có thể để lại một hạt trân châu sáng chói ở cuối cuộc hành trình, hãy học cách trưởng thành. Nhân sinh có nhiều hướng mà bạn phải kiên trì, nhưng bạn phải đi đúng hướng, đừng để sự kiên trì của bạn trở thành chướng ngại. Nếu bạn thấy hay, hãy chia sẻ những điều này tới những người đang mất đi phương hướng cuộc đời.